Và xin chào cô chú anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ có một cái video ngắn là 3 tiêu chí để lựa chọn máy đo đường huyết. Thì trong các video trước thì Hoàng Sơn có chia sẻ rất là nhiều rồi, cách lựa chọn máy đo đường huyết của các hãng, cách sử dụng của từng dòng máy và nhiều cái cách khắc phục lỗi tại nhà và sử dụng sao cho nó tiết kiệm que và không phải hư que. Nhiều khi cái que mấy trăm ngàn đó, nhưng mà nó sẽ mới đo vài que mà hư những cái hũ còn lại đó. Thì hôm nay video này của nhiều bà con mà đang phân vân trước khi mua máy đo đường huyết thì mình cần những gì. Thứ nhất là về giá thành, ai cũng quan tâm giá thành ha. Thứ hai là về thương hiệu của hãng nào, và cái thứ ba là về hậu mãi, là phía sau bán hàng. Thì nếu bà con mình còn cảm thấy mà chưa có đủ câu trả lời á, thì có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn ở cái số điện thoại Hoàng Sơn để bên dưới nha, hoặc là nhắn tin Hoàng Sơn sẽ trả lời, hoặc là gửi cái video mà Hoàng Sơn hướng dẫn bà con lựa chọn hoặc sử dụng á vào cho bà con mình xem. Rồi, cái thứ nhất về giá thành, hai mình cũng muốn tiết kiệm tiền và cũng mua cái đồ giá rẻ, xài tốt, bền, không ai tốt. Nhưng mà bà con mình cái hàng thông dụng á, hàng gia dụng á, mình mua cái gì cũng được, xài hư thì bỏ. Nhưng mà cái hàng y tế đó, nếu mà như đo mà không chính xác thì mình cũng không nên đo nghe. Đo mà hồi hộp hoặc là uống thuốc không đúng còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Nên là nếu mà điều kiện kinh tế mình chưa có thì mình nên đến phòng khám, có thể mỗi lần khám như vậy thì tốn khoảng vài chục ngàn, hai ba chục ngàn gì đó, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm tiền máy. Còn có những dòng máy có vài trăm ngàn hoặc là tặng không thì bà con nên cân nhắc ha. Tại khi xài cũng phải tốn tiền que, rồi mình phải nghi ngờ rồi uống thuốc sao đó. Thì thường em thấy những dòng máy mà cái độ tin cậy cao á, nó tầm khoảng trên triệu, triệu mấy gì đó, thì bà con mình nhớ là giá thành nè. Ví dụ giống như mình mua cái máy 1,5 triệu mà bảo hành 5 năm đi, có những dòng máy bảo hành trọn đời nữa, thì 5 năm thì mỗi năm như vậy là khoảng 300 ngàn ha. Và tính ra là một năm thì mình xài cái tiền máy 300 ngàn thôi. Nếu mà như bảo hành trọn đời thì cái tiền máy còn không đáng kể nữa. Và mỗi lần đo thì mình tốn que khoảng tầm 10 ngàn, mười mấy ngàn đó. Mình có thể đo tận nhà, mình khỏi phải chờ đợi ở trong bệnh viện. Và Hoàng Sơn có các video hướng dẫn rồi đó. Nên là bà con mình cân nhắc về giá tiền. Ví dụ những dòng máy rẻ tiền nhưng mà que nó lại mắc, hoặc là mua máy rẻ tiền mà lại không có que thì cũng như không, mua cái máy về mà không có que thì sao xài đó. Hoặc là mua máy về mà hụt que, cả nhà mình thấy rất là nhiều vấn đề ở cái chỗ này. Máy rẻ tiền, độ tin cậy có thể không có, bảo hành sửa chữa không biết như thế nào, và que không biết có hay không, mua cái máy về cuối cùng để đó cũng như không, thì thôi mình nên mua một cái hàng nào đó nó tốt tốt một xíu, mắc xíu hả. Chắc bà con mình cũng chưa có rành về thương hiệu thì có thể xem lại video cũ nha. Và cái thứ hai là mình nói về thương hiệu, mình sẽ không có quảng cáo thương hiệu nào hết, nên là có gì thắc mắc thì bà con cứ gọi cho Hoàng Sơn. Bà con mình nên cân nhắc những cái thương hiệu mà không có, hoặc là những máy tặng không, cho không, thì hầu như là cái máy mình nên cân nhắc cho kỹ. Như nãy Hoàng Sơn nói nè, cái độ chính xác mình nghi ngờ. Que, ví dụ mình mua cái máy 200 ngàn và hũ que mình mua tới 300-500 ngàn, còn trong khi đó mình mua cái máy 1,000,000 nhưng mà hũ que có khoảng 200 mấy chục ngàn, thì sau thời gian mình xài thời gian dài thì cái hũ que cái là cái tiết kiệm cho mình vẫn được xài được máy tốt, chất lượng tốt, nhưng mà mình tiết kiệm lâu dài. Trong khi đó mình mua cái máy rẻ tiền mà cái que lại mắc tiền. Rồi cái thứ hai là cái thương hiệu lâu đời như vài chục năm rồi thì que hầu như lúc nào cũng có, tại bán số lượng rất là nhiều ở Việt Nam rồi mà, nên que lúc nào cũng có, không sợ hụt. Chứ bà con mình mua những thương hiệu, mặc dù thương hiệu xịn nhưng mà nó lạ lắm ở Việt Nam thì kiếm que không ra. Thí dụ que mà 2-3 tháng không có que thì mình cũng phải ra ngoài, thì cũng như không ha. Đó là cái thứ hai là thương hiệu. Và cái thứ ba là hậu mãi. Hậu mãi là sao? Ví dụ trường hợp bảo hành sửa chữa sao? Có những máy mua xong là mình mua mà mình không biết cái công ty đó ở đâu, hoặc là có bảo hành hay không, hoặc là hết rồi mua que ở đâu và hư không có sửa hoặc bảo hành. Rồi cái thứ hai nữa là bà con nói hàng ở sách tay ở nước ngoài, ở châu Âu hoặc ở Mỹ rất là xịn,
thì có nên đặt hàng mua hay không? Thì mình nghĩ là không nên mua nếu mà thật sự nó xịn là xịn thiệt. Nhưng mà nãy Hoàng Sơn nói mua tại Việt Nam mình kiếm que còn khó, thì mua ở nước ngoài sao có que đây. Như bà con mình ở nước ngoài gửi về cả với vấn đề mua cái máy và nó gửi về rồi mua que, rồi nhiều khi kiếm que không được hoặc là hư cái đó, rồi mình sẽ không có chỗ để sửa chữa hoặc là kiểm tra chất lượng nha. Nên là ví dụ bà con mình có sách tay về xài, xài hết thì bỏ thì ok, nhưng mà nó phí quá đó. Nếu mà như hàng châu Âu, ví dụ hàng ở châu Á thì họ yêu cầu là khoảng cỡ 8.5 là ok đạt chuẩn, thì có thể châu Âu Mỹ là ở 9 mới đạt. Còn những cái hàng rẻ tiền thì không phải là không đâu, không được đâu, nhưng mà cái điểm có thể thấp hơn là 7 là đạt yêu cầu rồi. Nhưng mà mình cần độ chính xác cao, mình mua máy móc tiền hơn thì giá thành nó cao hơn ha. Đó. Thì Sơn nhắc lại 3 tiêu chí là về giá thành. Nếu mình cảm thấy mình chưa có điều kiện thì mình nên đi tới phòng khám để đo lại vài chục ngàn thì mình khoan mua máy. Còn nếu điều kiện thoải mái xíu thì mình mua cái máy chất lượng xíu, tầm khoảng 1.5 triệu cái đó, thì có thể bảo hành 5 năm một trọn đời, thì hầu như cái máy không đáng kể đâu ha. Đo cho cả nhà thì mỗi lần que về mình tốn khoảng 10.000 hoặc 10 mấy ngàn que đó. Đó, mình thay que, và que thì nó có thường xuyên nên là mình xài rất là yên tâm ha. Thực sự cái máy nó rất là dễ xài. Ví dụ giống như những dòng máy mà Sơn có chia sẻ rồi, cái bút lấy máu nè, mình gắn cái kim vào đây, cái mình kéo cò mình bấm cái kịch cái thì nó sẽ chích một cái rất là nhanh, lấy ra không đau. Rồi cái que mình cắm vào máy, rồi sau đó mình nhỏ giọt máu vào thì sau 3 giây ra kết quả thôi. Và bà con mình nhớ nha, có những dòng máy là rất là dễ sử dụng, cắm que cái vào xài liền. Có những dòng máy là phải mình phải cài đặt ra nó hơi phức tạp xíu, hoặc là có cái thẻ code, cái mã đó mình phải cắm vào cho phù hợp với cái que đó. Nên bà con mình trước khi mua mình nên cân nhắc cho kỹ để mình khỏi phải mất thời gian đó. Rồi giống như nãy nó hàng sách tay, thì nếu bà con mình có người ở nước ngoài cho thì nên xài, còn mua thì thực sự giá thành rất là cao, nhưng mà nó sẽ phức tạp thì mình về que và bảo hành sửa chữa nha. Hôm nay bà Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin. Nếu bà con cảm thấy hữu ích thì chia sẻ cho gia đình bạn bè cùng xem. Những người mà đang có nhu cầu mà lựa một cái máy thì nên suy nghĩ cho kỹ, và có gì thắc mắc thì nhớ gọi cho Hoàng Sơn ha, hoặc là để lại bình luận bên dưới, hoặc là tin nhắn. Thường thì bà con nên để tin nhắn đi, có thể bình luận thì thỉnh thoảng Hoàng Sơn mới đọc nên trả lời nó hơi chậm đó. Rồi có thì gọi trực tiếp nha. Bà con mình nhớ đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để xem thêm cách lựa chọn máy đo đường huyết nè, cách sử dụng từng loại máy và cách khắc phục lỗi tại nhà, và cách sử dụng sao để cho tiết kiệm que. Ví dụ hũ que mình là 25 que là 250 ngàn, nhưng mà khi mình xài mới 2-3 que cái hũ que nó lại hư. Tại sao như vậy? Bà con mình có thể xem thêm, và xem thêm về cách lựa chọn máy đo huyết áp nè, máy trợ thính nè, máy xông mũi họng, máy massage đủ loại, và cách sử dụng trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Rồi mình xin cảm ơn bà con rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.